Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân, thời gian qua, tình trạng phá hộ lan đường trên tuyến quốc lộ 1 qua địa phận xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang để làm lối đi diễn ra phổ biến gây mất an toàn giao thông. Trước thông tin này, phóng viên thời sự đã đến khu vực mà người dân nêu để tìm hiểu về việc có hay không tình trạng phá hộ lan đường. Đây là khu vực được cho rằng hộ lan đường đã bị doanh nghiệp tháo dỡ để làm lối đi. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải do doanh nghiệp tự ý tháo dỡ hộ lan đường để mở lối đi ra quốc lộ 1. Trong quá trình nâng cấp cải tạo quốc lộ 1, hộ lan cũ được đơn vị thi công tháo dỡ để lắp đặt hệ thống hộ lan mới. Do đang trong quá trình thi công nên hàng rào hộ lan chưa được lắp đặt hoàn thiện. Đơn vị thi công đã lắp đặt tạm thời hệ thống biển báo hiệu giao thông ở khu vực này để đảm bảo an toàn cho phương tiện khi tham gia giao thông trên đường. Bên cạnh đó cũng để một lối đi tạm thời cho doanh nghiệp. Chúng em đã có ý muốn là làm một cái đường gom để liên kia, và do chúng em không đền bù được và dân không nhận tiền đền bù và em không làm được đường gom để cho doanh nghiệp của em hoạt động, cho nên bắt buộc vừa rồi là cái lan can BOT ở đây họ làm mới, và em đã đổ đường ra đây, họ xin để lại cho bọn em một cái đường nhánh để doanh nghiệp bọn em hoạt động, để bọn em còn lấy tiền đóng thuế nhà nước. Và thứ nhất, thứ hai là nhà báo họ đăng như thế là nó không đúng sự thật, hoàn toàn không đúng sự thật. Còn đây là một điểm đấu nối khác ra quốc lộ 1, cũng thuộc địa phận xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Điểm đầu nối này cũng được cho là hộ lan đường đã bị người dân tự ý tháo dỡ để làm lối đi vào nhà. Qua tìm hiểu của phóng viên, điểm đầu nối này là lối đi của hơn 330 hộ dân khu đồi Hàm Long, thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh ra quốc lộ 1. Năm 2014, các hộ dân trong thôn đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng cấp phép để mở lối đi này cho các hộ dân. Đến nay lối đi này vẫn chưa được cấp phép. Tuy nhiên, người dân không tự ý tháo dỡ hộ lan. Trước khi đường cao tốc và chưa làm đã có đường rồi. Thế mà trong này theo nguyện vọng của dân là năm 2014 tôi đã có viết cái đơn đề nghị với xã, tỉnh, huyện là đã ký thống nhất để chúng tôi giả lại đường cũ của tôi. Thì sau đó các anh đã cho làm. Thế và để chúng tôi đi đây là các cháu học sinh đi học này. Với các công nhân nhà máy gạch để phải đi đường này vì cũng phải đường nên nguyện vọng nhân dân. Hiện tại có trên 40 điểm đấu nối từ đường dân sinh ra quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Lạng Giang. Trong thời gian tới, khi hoàn thiện toàn bộ tuyến đường, chủ đầu tư, đơn vị thi công quốc lộ 1 sẽ phối hợp cùng với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát để rào chắn lại các điểm mất an toàn giao thông. Khi phát hiện những cái điểm đấu nối trái phép thì chúng tôi sẽ cùng với Cục Quản lý Đường Bộ 1 rà soát toàn bộ lại những cái điểm mà chưa có hàng rào hộ lan, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Cục Đường Bộ đề nghị nhà thầu BOT rào lại theo đúng quy định để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Như vậy không có việc doanh nghiệp hay người dân tự ý tháo dỡ hộ lan đường để làm lối đi. Song để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, cơ quan chức năng cũng như đơn vị được giao quản lý đường cần sớm hoàn thiện hệ thống hàng rào hộ lan đường theo đúng quy định.